Tử Vi tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, ngày 29, 30 tháng 10 âm lịch, đến ngày mùng 6 tháng 11 âm lịch năm 2024. Quý nhân phù trợ, gặp thời phức lên, giàu sang đổi vận. Tuổi Tân Hợi 1971, thuộc mệnh Kim, thoa xuyến Kim, được trời phú cho sự điềm tĩnh, chân thành và bao dung. Với tâm hồn rộng mở, tuổi Tân Hợi thường sống trang hòa, trọng nghĩa khí, yêu thương gia đình và người thân tuy nhiên đằng sau vẻ ngoài bình dị ấy bản mệnh sở hữu trí tuệ sắc sảo và sự khéo léo trong giao tiếp giúp họ vượt qua nhiều thử thách lớn nhỏ trong cuộc đời nhìn lại hành trình vừa qua tuổi tân hợi đã trải qua không ít thăng trầm những năm gần đây bản mệnh có thể đã gặp nhiều thử thách trong công việc tài chính hoặc sức khỏe tuy nhiên nhờ bản tính kiên trì nỗ lực không ngừng Tân hợi luôn biết cách tự vực dậy và biến khó khăn thành cơ hội. Cuộc đời ở độ tuổi hiện tại là giai đoạn của sự chín chắn, trưởng thành và tận hưởng những giá trị mà bản thân đã xây dựng qua bao năm tháng. Những ngày từ 29 tháng 10 âm lịch đến mùng 6 tháng 11 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 hứa hẹn sẽ là thời điểm bản mệnh đón nhận nhiều vận hội tốt đẹp. Đây là giai đoạn mà quý nhân xuất hiện, giúp đỡ bản mệnh khai mở những cơ hội mới có thể dẫn đến sự đổi vận bất ngờ từ công danh tài lộc đến gia đạo tuy nhiên bên cạnh những ngày thuận lợi để bứt phá cũng có những thời điểm mà bản mệnh cần cẩn trọng tránh những quyết định vội vàng để hạn chế rủi ro với tầm nhìn sâu sắc và nhân sinh quan giàu ý nghĩa tuổi tân hợi hãy tận dụng triệt để những cơ hội và bài học mà tử vi chỉ dẫn sống đẹp sống an nhiên và xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai giai đoạn này không chỉ là thời điểm của sự thay đổi mà còn là dịp để bản mệnh khẳng định bản thân, vun đắp cho hạnh phúc lâu dài của gia đình và chính mình. Tử vi chi tiết Ngày 29 tháng 10 âm lịch Ngày này đòi hỏi tuổi tân hợi phải giữ sự tập trung và cẩn trọng trong mọi quyết định. Những ai làm kinh doanh có thể đối mặt với một vài thách thức trong việc thuyết phục đối tác hoặc xử lý công việc tồn động. Điều quan trọng là giữ thái độ bình tĩnh và tránh hành động nóng vội. Đối với người làm việc văn phòng, khối lượng công việc có thể tăng nhẹ nhưng đây cũng là cơ hội để bạn chứng tỏ năng lực và trách nhiệm của mình tài chính có chút biến động nhỏ cần hạn chế đầu tư mạo hiểm bản mệnh nên tập trung vào việc quản lý chi tiêu và tích lũy tài sản những lời mời gọi hợp tác hoặc đầu tư cần được xem xét kỹ lưỡng để tránh rủi ro không đáng có hệ tiêu hóa có dấu hiệu không tốt bản mệnh cần chú ý chế độ ăn uống tránh thực phẩm cay nóng hoặc dầu mỡ, đồng thời tăng cường bổ sung rau xanh và nước. Một số mâu thuẫn nhỏ có thể xảy ra trong gia đình, chủ yếu xuất phát từ sự khác biệt quan điểm. Bản mệnh cần giữ thái độ điềm đạm, lắng nghe và tìm cách dùng hòa ý kiến của các thành viên để duy trì sự yên ấm. Các chỉ số trong ngày Giờ tốt, 7 giờ đến 9 giờ sáng Màu sắc các tường, xanh dương, trắng Quý nhân phù trợ, tuổi dậu, tuổi thìn con số may mắn trong ngày, số 3, số 7. Ngày 30 tháng 10 âm lịch. Đây là ngày mang lại nhiều may mắn cho tuổi tân hợi trong công việc. Những kế hoạch hoặc dự án đã trì hoãn trước đây có thể được hoàn thành một cách suôn sẻ. Người làm kinh doanh có cơ hội thu hồi vốn hoặc đạt lợi nhuận tốt từ các dự án ngắn hạn. Với người làm công việc ổn định, ngày này diễn ra nhẹ nhàng, không có nhiều áp lực. Tuy nhiên, bản mệnh nên tận dụng thời gian này để trao dồi thêm kiến thức hoặc kỹ năng chuyên môn. Tài lộc có dấu hiệu tăng trưởng. Một khoản thu bất ngờ hoặc cơ hội kiếm thêm thu nhập có thể đến với bản mệnh. Hãy cân nhắc và tận dụng cơ hội để cải thiện tình hình tài chính cá nhân. Thể trạng ổn định, nhưng bản mệnh cần chú ý vận động nhẹ nhàng để tránh đau nhức hoặc mỏi cơ do ít hoạt động. Không khí gia đình ấm áp, các thành viên gắn kết và quan tâm lẫn nhau. Đây là thời điểm lý tưởng để tổ chức các bữa ăn gia đình hoặc chia sẻ những câu chuyện vui vẻ, tạo thêm sự gần gũi. Các chỉ số trong ngày. Giờ tốt: 13 giờ đến 15 giờ chiều. Màu sắc cát tường: nâu, vàng. Quý nhân phù trợ: tuổi Tý, tuổi Ngọ. Con số may mắn trong ngày: số 2, số 8. Ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch. Ngày đầu tháng mới mang đến nhiều năng lượng tích cực giúp tuổi tân hợi khởi đầu các công việc một cách thuận lợi. Với người làm kinh doanh, đây là thời điểm phù hợp để tìm kiếm đối tác hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh. Những kế hoạch dài hạn được xuất tiến trong ngày này, hứa hẹn sẽ đem lại kết quả khả quan. Người làm công việc văn phòng nên tận dụng ngày này để xây dựng mối quan hệ với đồng nghiệp hoặc cấp trên, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai. Vận tài chính khởi sắc Nếu đang cân nhắc một khoản đầu tư ngắn hạn hoặc thử nghiệm một lĩnh vực mới, đây là thời điểm thích hợp tuy nhiên bản mệnh nên tránh chi tiêu quá đà vào những món đồ không cần thiết sức khỏe ổn định nhưng cần chú ý giữ ấm cơ thể đặc biệt vào sáng sớm và tối muộn duy trì chế độ ăn uống điều độ và tập thể dục nhẹ nhàng sẽ giúp bản mệnh cảm thấy tràn đầy năng lượng gia đạo gia đình hòa thuận các thành viên trong nhà thấu hiểu và hỗ trợ lẫn nhau đây cũng là dịp tốt để tổ chức các buổi họp mặt hoặc cùng nhau chia sẻ những dự định mới. Các chỉ số trong ngày. Giờ tốt, 17 giờ đến 19 giờ tối. Màu sắc cát tường, đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi tỵ. Con số may mắn trong ngày, số 5, số 9. Ngày mùng 2 tháng 11 âm lịch. Ngày này đòi hỏi tuổi Tân Hợi cần giữ sự tập trung và quyết đoán trong công việc. Với những ai làm kinh doanh, đây là thời điểm thuận lợi để giải quyết các vấn đề còn tồn động hoặc xem xét lại chiến lược phát triển hợp tác với đối tác mới nên được cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo lợi ích lâu dài đối với người làm công việc văn phòng có thể nhận được sự phân công nhiệm vụ mới tạo cơ hội để bạn thể hiện năng lực cá nhân tài lộc trong ngày ở mức trung bình không có nhiều biến động lớn tuy nhiên nếu bản mệnh biết cách tận dụng các nguồn lực sẵn có bạn có thể tạo ra lợi ích tài chính nhỏ nhưng bền vững hãy cẩn thận khi cho vay mượn tiền bạc hoặc đầu tư trong ngày này sức khỏe tương đối ổn định nhưng cần chú ý đến các dấu hiệu đau nhức xương khớp hoặc mỏi cơ do thời tiết chuyển mùa dành thời gian vận động nhẹ nhàng và nghỉ ngơi hợp lý để cải thiện thể trạng gia đình hòa thuận nhưng bản mệnh cần chú ý đến tâm tư của các thành viên trong nhà đặc biệt là con cái một buổi trò chuyện cởi mở sẽ giúp tăng sự gắn kết và giải tỏa những hiểu lầm nếu có các chỉ số trong ngày. Giờ tốt, 9 giờ đến 11 giờ sáng. Màu sắc các tường, xanh lá, trắng. Quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi sửu. Con số may mắn trong ngày, số 1, số 8. Ngày mùng 3 tháng 11 âm lịch. Ngày này mang lại nhiều thuận lợi trong công việc, đặc biệt là các dự án đòi hỏi sự hợp tác nhóm. Tuổi tân hợi dễ đạt được sự đồng thuận từ đồng nghiệp hoặc đối tác giúp công việc tiến triển nhanh chóng. Đối với những ai làm kinh doanh, đây là thời điểm tốt để triển khai các ý tưởng sáng tạo hoặc mở rộng thị trường. Người làm công việc văn phòng có thể nhận được sự đánh giá tích cực, từ cấp trên nhờ thái độ làm việc tận tâm. Vận tài chính khởi sắc nhẹ, bản mệnh có thể nhận được một khoản tiền thưởng hoặc lợi nhuận từ các công việc phụ. Tuy nhiên, cần cẩn trọng trong chi tiêu, tránh mua sắm quá mức hoặc đầu tư vào những lĩnh vực mà bạn chưa hiểu rõ. Sức khỏe dồi dào, nhưng bản mệnh không nên lơ là việc chăm sóc bản thân. Duy trì thói quen uống đủ nước, và tập thể dục đều đặn sẽ giúp cơ thể luôn trong trạng thái tốt nhất. Không khí gia đình hòa thuận, các thành viên trong nhà dành sự quan tâm và hỗ trợ lẫn nhau. Đây cũng là thời điểm lý tưởng, để bản mệnh lên kế hoạch cho một chuyến đi ngắn ngày cùng gia đình. Các chỉ số trong ngày Giờ tốt, 15 giờ đến 17 giờ chiều Màu sắc các tường, vàng xanh lam. Quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi tí. Con số may mắn trong ngày, số 2, số 6. Ngày mùng 4 tháng 11 âm lịch. Ngày này yêu cầu tuổi tân hợi cần giữ thái độ kiên nhẫn và thận trọng, đặc biệt là trong các vấn đề liên quan đến giấy tờ hoặc thủ tục pháp lý. Với những ai làm kinh doanh, tránh vội vàng ra quyết định lớn nếu chưa nghiên cứu kỹ. Người làm công việc văn phòng nên tập trung vào nhiệm vụ chính. Hạn chế tham gia vào các cuộc tranh luận không cần thiết để bảo vệ danh tiếng của mình. Tài chính ổn định, nhưng bản mệnh không nên vội vàng trong các khoản đầu tư mới. Đây là lúc thích hợp để tập trung vào việc quản lý nguồn lực hiện có, đảm bảo an toàn tài chính cho bản thân và gia đình. Sức khỏe có chút giảm sút, bản mệnh cần chú ý hơn đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi. Tránh thức khuya và hạn chế các hoạt động gây áp lực lớn cho cơ thể. Có thể phát sinh một vài mâu thuẫn nhỏ trong gia đình. Nhưng đây chỉ là thử thách để các thành viên thấu hiểu và gắn bó hơn. Bản mệnh nên giữ vai trò trung gian, khéo léo, hòa giải để duy trì sự yên ấm. Các chỉ số trong ngày Giờ tốt, 7 giờ đến 9 giờ sáng Màu sắc các tường, trắng, đỏ Quý nhân phù trợ, tuổi dậu, tuổi hợi Con số may mắn trong ngày Số 4, số 9 Ngày mùng 5 tháng 11 âm lịch Ngày này mở ra nhiều cơ hội thuận lợi để tuổi tân hợi, tạo dựng những bước tiến mới trong sự nghiệp. Những ai làm kinh doanh có thể đón nhận tin vui từ các dự án hợp tác, đặc biệt là những thương vụ lớn được xuất tiến trong thời gian qua. Các mối quan hệ làm ăn đang dần phát huy hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực và tạo tiền để cho sự phát triển dài hạn. Tài lộc khởi sắc rõ rệt, đặc biệt là với những ai biết quản lý nguồn tiền hợp lý. Một khoản lợi nhuận bất ngờ hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn có thể xuất hiện trong ngày này mang lại nguồn thu đáng kể tuy nhiên bản mệnh cần thận trọng trước những lời mời gọi quá hấp dẫn hoặc thiếu minh bạch việc duy trì thái độ tỉnh táo và chiến lược tài chính an toàn sẽ giúp bảo vệ tài sản và đảm bảo sự ổn định lâu dài sức khỏe của bản mệnh nhìn chung ổn định không có vấn đề lớn cần lo lắng tuy nhiên với thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa cần chú ý giữ ấm cơ thể, đặc biệt là vào sáng sớm và buổi tối. Nếu có dấu hiệu mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi đầy đủ và bổ sung các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng. Gia đình là điểm tựa tinh thần vững chắc trong ngày này. Các thành viên trong nhà hòa thuận, yêu thương và quan tâm lẫn nhau. Nếu bản mệnh đã có kế hoạch tổ chức các buổi họp mặt gia đình hoặc một hoạt động chung nào đó, đây là thời điểm tuyệt vời để thực hiện. Sự gắn kết giữa các thế hệ không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp mọi người thêm thấu hiểu và sẽ chia với nhau hơn. Các chỉ số trong ngày. Giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ tối. Màu sắc các tường, xanh lục, vàng. Quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi. Con số may mắn trong ngày, số 3, số 7. Ngày mùng 6 tháng 11 âm lịch. Ngày này mở ra nhiều cơ hội tốt để tuổi Tân Hợi tạo dấu ấn trong công việc. Với những ai làm kinh doanh, đây là thời điểm thuận lợi để thương thảo, ký kết các hợp đồng nhỏ hoặc triển khai những kế hoạch mang tính thử nghiệm. Đối tác sẽ ấn tượng bởi sự khéo léo và đáng tin cậy của bạn. Đối với người làm công việc ổn định, bản mệnh có thể nhận được sự chú ý từ cấp trên nhờ những ý tưởng sáng tạo hoặc cách giải quyết vấn đề hiệu quả. Tuy nhiên, cần tránh tham gia vào những chuyện thị phi hoặc mâu thuẫn nội bộ. Tài chính trong ngày ở mức ổn định các khoản chi tiêu cần được kiểm soát chặt chẽ tránh lạm chi đây cũng là thời điểm tốt để tìm hiểu những cơ hội đầu tư nhỏ hoặc tiết kiệm cho các dự định lớn trong tương lai bản mệnh nên chú ý đến việc cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi tránh để cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi giấc ngủ cần được đảm bảo để tinh thần minh mẫn và cơ thể tràn đầy năng lượng gia đình là điểm tựa vững chắc trong ngày này không khí trong nhà hài hòa các thành viên quan tâm và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Bản mệnh nên dành thời gian lắng nghe và trò chuyện cùng người thân để thắt chặt mối quan hệ. Các chỉ số trong ngày Giờ tốt, 9 giờ đến 11 giờ sáng Màu sắc các tường, vàng, trắng Quý nhân phụ trợ, tuổi mùi, tuổi mão Con số may mắn trong ngày, số 6, số 9 Kết luận Từ ngày 29 tháng 10 đến mùng 6 tháng 11 âm lịch Vận trình của tuổi Tân Hợi 1971 nhìn chung ổn định và có nhiều điểm sáng đáng chú ý. Công việc dù đôi lúc gặp khó khăn nhưng với sự kiên nhẫn và quyết tâm, bản mệnh đều có thể vượt qua và đạt được thành quả xứng đáng. Tài lộc duy trì ở mức tốt, hứa hẹn những cơ hội tăng trưởng tích cực nếu biết tận dụng. Gia đạo hài hòa là điểm tựa vững chắc giúp bản mệnh thêm phần vững vàng trong cuộc sống. Hãy luôn tin tưởng vào khả năng của mình giữ gìn sức khỏe và tinh thần lạc quan để chào đón những điều tốt đẹp đang chờ đợi chúc bản mệnh một tuần nhiều niềm vui may mắn và thành công rực rỡ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian xem video này nếu trong quá trình biên soạn nội dung có bất kỳ điều nào sai sót hoặc chưa đầy đủ ban biên tập chương trình kính mong nhận được sự góp ý của quý vị và các bạn để chúng tôi có thể khắc phục các thiếu sót này và xây dựng thêm nhiều nội dung hay về tử vi số mệnh. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh để nhận thêm nhiều thông tin mới nhé. Kính chúc quý vị và các bạn thật nhiều may mắn, vạn sự như ý.